chào tất cả anh chị. Hôm nay em xin làm video thực nghiệm về sản phẩm cao cấp đánh bóng đồ da, đồ gỗ, đồ nhựa, nóc ke với công nghệ từ Hàn Quốc. Sản phẩm làm sáng bóng đồ dùng của anh chị như mới. Ngoài ra lớp dò bóng của sản phẩm khi khô sẽ là một lớp chăm sóc và bảo vệ sản phẩm của anh chị trước tác động của thời gian và thời tiết. Sản phẩm có 4 mùi hương gồm có là mùi hoa nhài, hoa hồng, cà phê và nước hoa. Sản phẩm được dùng rộng rãi cho nội thất xe ô tô để chiếc xe yêu của anh chị luôn bóng láng thơm ngát. Sau đây em sẽ làm clip review cho sản phẩm, chi tiết về sản phẩm cho anh chị xem.